Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách nói về quan niệm người xưa về cái tuổi sinh khắc của kẻ sống và người quá cố, và cái việc ngày giờ tốt cho mọi việc. Đây là cái phần giới thiệu của cuốn sách. Phần nhất nó gồm 7 chương. Chương 1 là quan niệm người xưa về tuổi sinh khắc của kẻ sống và người quá cố. Chương 2 là quan niệm về ngày giờ tốt xấu cho mọi việc. Chương 3 là quan niệm về ngày giờ tốt xấu theo ngày, giờ, mùa, tuổi về xây cất, hôn táng. Chương 4 quan niệm về lục thập hoa giáp, bát quái tứ đế, ngày giờ lợi hại. Chương 5 quan niệm về thần trùng và trùng tang, liên táng, thập nhị hoàng long. Trong cái cuốn này người ta nói về cái việc trùng tang, liên táng nó như thế nào là trùng tang và cách giải trùng tang nó như thế nào. Tiếp đến là chương 6 quan niệm về cách phụng dưỡng cha mẹ. Chương 7 là quan niệm về biến tướng của người sắp chết và tìm hiểu bệnh nặng nhẹ. Và phần thứ 2. Phần thứ 2 nó có 4 chương. Chương thứ nhất của phần 2 là luận về tang phục cho mọi người trong gia tộc. Chương 2 của phần thứ nhì tức là luận về tang chế, tức là thời gian chịu tang của mọi người thân tộc. Chương 3 của phần 2 là luận về tống chung, kể từ lúc hấp hối đến lúc đoạn tang. Chương 4 là luận về việc cải táng, tức là sang cát. Đây là phần mục lục giới thiệu cho cô chú anh chị về cái nội dung của cuốn sách này. Đây là chương 4 của cái phần nhất, tức là 5, 6, 7 chương. Phần thứ nhất thì nó có 7 chương. Phần thứ hai nó có 4 chương. Tôi giới thiệu cái cuốn sách này để cô chú anh chị cùng tham khảo. Nếu ai có nhu cầu giao lưu thì xin liên hệ với tôi theo số 0986217320. Và đây là cái nội dung của cuốn sách. Tôi quay nhanh nhanh như thế này để cho cô chú anh chị nắm được cái nội dung của cuốn sách nó như thế nào. Cuốn này nó dày khoảng 200 trang, 190 mấy trang.
Đây là cái bài nói về vị trí tốt của bát quái đối với dương cơ và mồ mả hôn nhân. Tuổi nào gặp cung nào là tốt hay xấu? Nó có 84 quẻ. À, 64 quẻ trong 8 cung. Tốt xấu như thế nào? Ví dụ ở đây là gặp tuổi Chấn mà gặp hướng Càn là ngũ quỷ. Một trong 64 quẻ trong bát quái. Đây là chương 2 của cái phần thứ nhất. Quan niệm về các ngày giờ tốt tính trong tính theo ngày tháng 4 mùa và năm trong hôn nhân và tang lễ. Đây là cái bài nói về 28 sao. Những cái việc gì xấu tốt, sao nào nó xấu, sao nào nó tốt, xấu cho việc gì mà tốt cho việc gì. Đây ví dụ như người ta nói về hôn lễ, loại tốt cho việc hôn nhân. Nghinh hôn gặp được những ngày có sao giáp, sao phòng, sao vĩ, sao thất, bích, lâu, vị, tất, trương. Và sao chấn là được bách niên giai lão, sinh quý tử, gia đình hưng vượng. Đây là loại sao xấu cho hôn nhân. Đây là các cái ngày xấu. Đây người ta nhắc đến một đoạn là nếu như cưới gả mà gặp ngày tu la đoạt giá có thể mắc họa giữa đường, tức là cái ngày đó cực kỳ xấu đối với hôn nhân. Thế thì ở trong đây là cái ngày tu la người ta viết như thế này: tháng giêng thì ngày thìn là ngày tu la, tháng 2 là ngày tí, ngày xỉu là ngày tu la, tháng 3 ngày mùi. Đấy, người ta lược hết ra đây rồi để cho chúng ta xem. Đây là cái bài mà người ta viết về các ngày xấu cho mọi việc trong 4 mùa, nhưng lại không ảnh hưởng xấu đến việc mai táng, trừ ngày đại mộ và nhập mộ. Nên đây là các cái ngày xấu ấn định trong các tháng. Đây là cái bài gì đây, chương 4 của phần 1. Quan niệm về lục thập hoa giáp tý và tứ đế xung hợp lợi hại phương hướng.
Đây là cái bài nói về 60 tuổi, nó là con nhà ông nào. Bính Tý thuộc Cấn, là Giang Hà Thủy. Khắc Thiên Thượng Hỏa, con nhà Hắc Đế. Cô khổ, xung với Bính Ngọ, Canh Ngọ và Mậu Ngọ. Hỷ Thần, Tây Nam, Tài Thần, Chính Đông. Hạc Thần, Tây Nam, Không Vong, Ngọ Dậu. Đây là 60 tuổi trong lục thập hoa giáp. Đây là cái bảng lập thành thập nhị hoàng long sau khi mai táng để biết tốt xấu. Tuổi người chết đã chôn, năm chết ví dụ như tuổi Thân, Tý, Thìn và Dần, Ngọ, Tuất, ảnh hưởng đến gia đình tốt xấu nó như thế nào. Giả sử như người Thân, Tý, Thìn năm chết là Thìn, Tuất thì ảnh hưởng xấu là quang tụng hao tài, ảnh hưởng cho con cháu. Những người Dần, Ngọ, Tuất chết năm Tý, Ngọ thì hao hao phá, tức là hao hao tiền tốn của và gian dâm. Bài này nó cũng rất hay, tức là ta xem ta có thể biết được là cái vong nhân là tuổi gì, chết vào năm nào thì sẽ ảnh hưởng đến con cháu nó như thế nào về sau. Đây là cái bài là những ngày xấu cần tránh về việc mai táng. Đã có ghi sẵn một số ở các đoạn trên những ngày cần tránh như sau. Cái cuốn này rất hay các cô chú anh chị ạ. Ngày thiên ôn thổ ôn, ngày trùng tang trùng phục, ngày thiên tặc thiên địa, ngày đại mộ, ngày nhập mộ là quan hệ hơn cả. Còn các ngày xấu khác ghi trong các mục ngày xấu chỉ liên quan đến việc hôn nhân hơn cả. Nếu có gặp phải thì đối chiếu còn rất nhiều ngày tốt cản ngăn không hại nổi. Nhưng mà trong đây người ta giải thích rất kỹ về các cái nội dung. Đây là chương 6 của cái phần 1, luận về cách phụng dưỡng cha mẹ, tình cha mẹ thương con và việc săn sóc người lúc yếu đau bệnh hoạn. Cách phụng dưỡng cha mẹ như thế nào, như thế nào là trai chí hiếu và như thế nào là dâu thảo hiền. Cách phụng dưỡng cha mẹ như thế nào? Xung quanh nó cũng bàn về ba vấn đề, một là ma chay, hai là cưới gả, ba là cái việc mà làm nhà làm cửa. Đây là cái bài quan niệm về sắc diện của người sắp chết và tìm hiểu về bệnh nặng nhẹ của người xưa. Sắc diện biến đổi của người sắp chết nó như thế nào và cử chỉ như thế nào, lời nói như thế nào. Để nói về sắc diện của người sắp chết. Biến sắc tức là hắc yểm thái dương, hoàng sâm khẩu, hoàng sâm khẩu giác, có nghĩa là hai bên thái dương tối đen. Đây là phần thứ hai. Phần hai nó gồm có 4 chương bàn về việc tang lễ, chương nhất luận về tang phục. Đây là cái bài là các con trai
mặc tang phục khi cha mẹ khuất, tức là nên mặc tang phục nó như thế nào. Đây là cái bài con dâu mặc tang phục khi cha mẹ chồng chết và con gái mặc tang phục khi cha mẹ chết, con rể mặc tang phục khi cha mẹ vợ chết. Đây là luận về tang phục. Con cháu chắt chút chít để tang như thế nào, mặc áo quần như thế nào, chống gậy đội mũ như thế nào. Đây là chương 3 của cái phần 2, luận về việc tống chung. Thôi, video nó đến đây nó cũng đã dài rồi, tôi xin phép được dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị nào mà có nhu cầu giao lưu cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú, anh chị và các bạn.